Chào mừng quý chị và các bạn đến với channel của Hùng Xe Hơi. Dạ, trước mặt em đây đó là chiếc Hyundai Creta phiên bản cao cấp, bản 1 tôn màu đen. Thì trong video này thì em xin phép cập nhật cho anh chị chính sách giá của Creta thời điểm tháng 11, đầu tháng 1, 2023. Thì cái chương trình hỗ trợ giảm lệ phí trước bạ 50% cũng đã chuẩn bị kết thúc, và nó sẽ kết thúc vào thời điểm cuối tháng 12 năm 2023. Thì thời điểm này là thời điểm phù hợp. Tại vì sao thì em xin chia sẻ một chút. Nó phù hợp cho những cái mẫu xe cũng vẫn còn mẫu để sẵn giao. Và thời điểm này cũng là thời điểm mà khách hàng chưa kịp chạy thuế. Thời điểm tháng 12 là thời điểm chuyển giao giữa thời điểm hỗ trợ và không được hỗ trợ, thì cái thị trường xe cũng sẽ khan hiếm hơn và khách hàng cũng sẽ mua xe nhiều hơn để chạy cái chương trình thuế được giảm. Thì thời điểm này là thời điểm giá tốt. Thì em xin cập nhật chính sách giá của Creta phiên bản xăng tiêu chuẩn, với mức giá chào là 640 triệu thì bên em đang giảm cho khách hàng nó là còn khoảng 595 triệu. Với giá lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang đâu đó khoảng ngoài 630 triệu một chút, và quà tặng cho khách hàng đó là phim cách nhiệt, trải sàn da, bọc vô lăng, ví da. Phiên bản đặc biệt thì được chào bán mức giá là 680 triệu và lăn bánh vào khoảng ngoài 680 triệu một chút, đâu đó khoảng 682 triệu. Phiên bản cao cấp trước mặt em đây đang được chào bán mức giá là 740 triệu và đang được giảm giá cho quý khách hàng là 40 triệu, là 700 triệu và lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang và tỉnh lân cận đâu đó khoảng 735 triệu. Quà tặng cho tất cả các phiên bản thì vẫn như là phiên bản tiêu chuẩn thôi, vẫn là phim kinh nhiệt bảo hành 10 năm, trải sàn da, bọc vô lăng và ví da. Chương trình hỗ trợ trả góp thì bên em có những cái chính sách ưu đãi như là hỗ trợ 12 tháng đầu với lãi suất là khoảng hơn 0,6% một chút trên một tháng, và cố định 3 năm đầu rơi vào khoảng 0.72 đến 0.75% một tháng. Phiên bản cao cấp này thì nó hội tụ đầy đủ những cái công nghệ của một chiếc xe Hyundai hiện đại, đó là hệ thống Hyundai Smart Sense có phòng tránh va chạm cho người đi bộ phía trước, rồi cảnh báo điểm mù trên gương, hỗ trợ giữ làn đường và cảnh báo lệch làn, rồi là cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và chủ động phanh khi gặp phương tiện và người đi bộ phía sau. Trên chiếc vô lăng bọc da này thì cũng được thiết kế tỉ mẩn và nhiều nút bấm tích hợp như là ga tự động, cruise control, có gói giới hạn tốc độ, rồi thì hỗ trợ giữ làn đường, rồi thì tầm thoại rảnh tay. Chiếc màn hình của phiên bản cao cấp này thì được trang bị đó là màn hình digital cho cả hai phiên bản. Đó là phiên bản cho cả phiên bản màn hình giải trí trung tâm và màn hình đa thông tin. Trên chiếc màn hình giải trí trung tâm này thì được tích hợp các cái công nghệ, đó là công nghệ định vị dẫn đường do Hyundai phát triển riêng cho thị trường Việt Nam, và trên xe của Hyundai bất kỳ xe nào có màn hình đa thông tin, màn hình giải trí trung tâm là sẽ được tích hợp. Hệ thống điều hòa tự động của phiên bản cao cấp và đặc biệt được trang bị cần số thì cũng được trang bị rất là thời trang và thiết kế khỏe khoắn. Trên bản cao cấp này thì sẽ có thông gió làm mát cho hai hàng ghế phía trước, và phanh tay điện tử và giữ phanh auto hold được trang bị cho cả 3 phiên bản. Loa bâu thì được trang bị cho phiên bản đặc biệt và cao cấp với tổng số loa là 8 loa và phiên bản tiêu chuẩn là 6 loa thường. Loa bâu thì là một thương hiệu loa đến từ Mỹ và sẽ cho cái âm thanh sống động và trung thực hơn, giúp cho anh chị có những giây phút nghe nhạc được thoải mái và giải trí tốt hơn. Cửa gió điều hòa thì cũng được trang bị cho hàng ghế phía sau kèm cổng sạc. Hàng ghế phía sau thì của Creta em đánh giá nó khá là rộng và có độ ngả lưng ghế tốt, thì thích hợp cho khách hàng ngồi sẽ được thoải mái và di chuyển trên những cái cung đường dài
hạn chế được rất nhiều cái sự mệt mỏi đó. Về công nghệ đèn và mặt phần đầu xe thì đèn của Creta phiên bản tiêu chuẩn là đèn halogen có kiểu chiếu qua thấu kính projector. Còn trên phiên bản đặc biệt và cao cấp thì đã được trang bị đó là đèn LED, là đèn full LED. Đèn LED định vị ban ngày thì anh chị có thể liên tưởng tới đàn anh Tucson đó, đèn LED hình đôi cánh rất là khỏe khoắn. Hyundai Creta thì được trang bị với động cơ 1.5 lít dẫn động với hộp số IVT thông minh vô cấp, thì giúp chiếc xe vận hành ở giải tốc độ tối đa, tiết kiệm nhiên liệu và tăng tốc cũng như giảm tốc rất là êm ái. Anh chị quan tâm đến Hyundai Creta thì bên em cũng có sẵn những cái màu xe như là màu trắng, màu đen, màu đỏ là những cái màu phổ thông. Thì anh chị xin lòng liên hệ với số điện thoại em để trên màn hình. Thì em xin cảm ơn quý anh chị, hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.